Ông Trịnh Xuân Thanh đầu thú sau một năm bỏ trốn. Gần 10 tháng bị truy nã quốc tế, nghi can Trịnh Xuân Thanh đã nộp mình tại Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an. Ngày 31 tháng 7, Bộ Công an cho biết nghi can Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú tại Trực ban Hình sự Cơ quan An ninh Điều tra sau gần một năm trốn lệnh truy nã quốc tế. Ông Thanh bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố về tội tham ô và cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng do liên quan trách nhiệm về hàng loạt sai phạm xảy ra ở Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC và vụ án mua bán đất ở khu đô thị Thanh Hà A, Hà Nội. Sau 6 năm làm Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC, năm 2013, ông Thanh được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương, Vụ trưởng, Trưởng ban Đổi mới tại Bộ Công Thương, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Bộ Công Thương. Tháng 5 năm 2015, ông Thanh làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Một năm sau, ông trúng cử đại biểu Quốc hội. Các sai phạm của Phó Chủ tịch Hậu Giang 50 tuổi dần bị phát giác khi đầu tháng 6 năm 2016, báo chí thông tin ông được đưa đón bằng xe tư nhân Lexus LX570 giá 5 tỷ đồng, nhưng gắn biển số xanh vì PVC thua lỗ nặng dưới thời ông quản lý, song vẫn thăng tiến ầm ầm được xác minh. Tháng 9 năm 2016, Cơ quan Cảnh sát Điều tra C46 Bộ Công an khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra khoản thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng tại PVC. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định ông Thanh phải chịu trách nhiệm chính do thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát, dẫn đến nhiều sai phạm và thua lỗ số tiền trong giai đoạn năm 2007-2013. Dưới thời ông Thanh, PVC đã dành 86% vốn điều lệ rót vào các hạng mục đầu tư ngoài ngành, công ty con, công ty liên kết và mắc kẹt trong nợ nần. Ngày 8 tháng 9 năm 2016, Ban Bí thư biểu quyết 100% bằng phiếu kín quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng với ông Thanh. Chiều ngày 16 tháng 9 năm 2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến Hậu Giang thi hành quyết định khai trừ khỏi đảng. Tuy nhiên ông Thanh vắng mặt. Tối cùng ngày, Bộ Công an phát lệnh truy nã quốc tế. Nhà chức trách sau đó xác nhận có thông tin ông Thanh trốn sang châu Âu. Tổng Bí thư lãnh đạo Bộ Công an nhiều lần khẳng định quyết tâm sẽ truy bắt đến cùng. Vụ án Trịnh Xuân Thanh liên tục bị Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng xác định là một trong những đại án của năm 2016-2017, yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung điều tra truy bắt. Hiện 10 người liên quan vụ án đã bị bắt, trong đó có 4 cựu lãnh đạo của PVC gồm ông Vũ Đức Thuận, Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Tổng Giám đốc, Trương Quốc Dũng, Phó Tổng Giám đốc, Phạm Tiến Đạt, Kế toán trưởng. Hoa hậu Phạm Hương khóc ngất trong đám tang cha pha nghẹn ngào. Hình ảnh đau buồn khóc thương cha tới suy sụp của Phạm Hương trong đám tang khiến pha nghẹn ngào rơi nước mắt, không khỏi xót xa. Ngày 29 tháng 7, sau khoảng thời gian dài chống chọi với hai căn bệnh gan và thận cùng một lúc, do sức khỏe quá yếu, bố của Hoa hậu Phạm Hương đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 22 giờ, hưởng dương ở 52 tuổi. Tang lễ được tổ chức tại nhà riêng của Hoa hậu ở quê nhà, xã Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Nhận được tin này, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Phạm Hương và mong cô giữ gìn sức khỏe trong những ngày lo hậu sự cho bố. Rất nhiều nghệ sĩ, fan hâm mộ và khán giả đã gửi lời chia buồn cũng như động viên Phạm Hương hãy mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này. Facebooker Ngọc Khánh Quân xót xa viết: "Chị ơi, em nhìn chị khóc trong tang lễ mà em xót xa cho chị quá. Em tha thiết mong chị hãy mạnh mẽ lên và vượt qua chuyện này chị ơi. Em tin bác trên trời rất lo cho chị và luôn mong con gái mình sẽ an yên. Nên chị cố gắng vượt qua để bác yên nghỉ chị nhé, thương chị rất nhiều." Facebooker Phủ Phong Linh bình luận: "Em xin chia buồn với chị. Em không biết có thể nói điều gì để an ủi chị, bởi bây giờ mọi lời nói chị sáo rỗng. Em hiểu cảm giác của chị, mong chị sẽ giữ gìn sức khỏe." Facebooker Hoàng Lê xúc động chia sẻ: "Thương chị Phạm Hương quá, đau buồn thương cha đến ngẩn ngơ thế kia. Chị ơi, cố gắng mạnh mẽ lên chị nhé." Facebooker Trương Phúc Lợi bình luận:
Chị cố gắng vượt qua cơn sốc này nha chị. Tụi em vẫn luôn ủng hộ và luôn sát cánh bên chị. My love. Facebooker Kim Oanh Đặng đồng cảm với Phạm Hương, chia buồn cùng bạn và gia đình. Cái cảm giác mất mát này nó lớn lắm, đau buồn lắm. Mình cũng từng có khoảng thời gian như thế. Có nhiều khi vẫn một mình tự hỏi, cha đi đâu sao mãi không thấy cha quay về, nghĩ thôi nhưng vẫn cứ trào ra nước mắt. Facebooker Thái Hồng Ngọc động viên Hoa Hậu, thương chị lắm, buồn nhiều lắm, chẳng biết phải an ủi như thế nào, cố vượt qua chị nhé. Em xin chia buồn cùng gia đình, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi cô gái à. Bố của Phạm Hương tên là Phạm Văn Mốt, trước đây ông theo thuyền đi đánh cá, sau chuyển sang làm thợ mộc, ông mắc bệnh hiểm nghèo và đã qua đời. Gia đình Phạm Hương đã chuẩn bị chu tất cho tang lễ của bố. Bố của Phạm Hương sẽ được an táng tại nghĩa trang quê nhà thuộc xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, cách nhà Phạm Hương 6 km. Nữ diễn viên cảnh sát hình sự bị truy tố, số phận trái ngược vai diễn. Trong phim vào vai nhà báo chính trực, ngoài đời nữ diễn viên Quỳnh Tứ lại vướng vào vòng lao lý. Trong vụ điều tra Hà Văn Thắm, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Ocean Bank về vụ án kinh tế dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới, nghi phạm Hoàng Thị Hồng Tứ, tên khác là Quỳnh Tứ, là cái tên gây sửng sốt với khán giả truyền hình. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Hồng Tứ bị truy tố án kinh tế với tội đồng phạm. Trước khi vướng vào lòng lao lý, Hồng Tứ được biết đến là diễn viên của màn ảnh nhỏ với tên thường gọi là Quỳnh Tứ. Cô tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội vào năm 1998. Cuối năm 2010, cô lên xe hoa với bạn trai bằng tuổi sau 6 năm gắn bó. Sự nghiệp diễn viên bắt đầu với Quỳnh Tứ từ năm 2004 trong vai diễn đầu tay của phim Sự tích trầu cau. Quỳnh Tứ tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Đầm lầy bạc, Ban mai xanh, Ngôi biệt thự màu cho lạnh. Cô thường vào vai chính diện, khi là cô thắm xinh đẹp chăm chỉ trong Sau lưỡi tre làng Hạ, lúc là cô mai hết mình vì chồng con trong Trăng lạnh. Diễn xuất chân thực của cô từng lấy được nước mắt của nhiều khán giả truyền hình. Trong hai series phim cảnh sát hình sự mang tên Đầm lầy bạc và Ngôi biệt thự màu cho lạnh do đạo diễn Bùi Huy Thuần chỉ đạo bấm máy, Quỳnh Tứ đều được giao vai quan trọng. Đầm lầy bạc là dự án phim nối gót thành công Những cánh hoa bay trước đó Quỳnh Tứ tham gia. Trong bộ phim về đề tài cảnh sát hình sự này, cô đảm nhận vai nữ nhà văn Ngọc Yến, chị gái của nhân vật do Phai Lê thủ vai. Đó là một phụ nữ yếu đuối, ủy mị hay ghen tuông. Đây cũng là tác phẩm cho thấy cái duyên đóng vai nhà văn, nhà báo của Quỳnh Tứ. Trong phim Chạy án, cô cũng được giao vai nhà báo Thúy Quỳnh. Những vai diễn khác của Quỳnh Tứ trong các bộ phim Những kẻ lãng mạn, Trò đùa thiên lôi, Chuyên án chưa kết thúc, Đời người và Những chuyến đi được nhận xét diễn xuất sắc sảo hơn các tác phẩm trước. Trong nhiều lần tiếp xúc báo chí trước đó, Quỳnh Tứ cho hay cô là người gốc Ninh Bình. Dù là diễn viên thường xuyên đứng trước máy quay, nhưng khi gặp gỡ truyền thông cô lại khá e dè. Cái tên Quỳnh Tứ có lẽ không quen thuộc bằng những chính vai diễn của cô trong phim. Trong một lần phỏng vấn, cô từng chia sẻ, tôi thường được mời vào những vai hiền lành, đôn hậu, tiêu biểu cho tính người phụ nữ thuần Việt. Mà tôi thì rất Việt rồi nên chẳng có gì quá khó để vào vai cả. Từ một diễn viên triển vọng, tài năng cầm kỳ thi họa, với tài năng đánh đàn tranh và hát dân ca, Quỳnh Tứ lại chuyển hướng sang làm kinh tế, thế nhưng hướng đi sai lầm khiến cô rơi vào vòng lao lý. Trong cuộc sống, Quỳnh Tứ được biết đến là diễn viên có mối quan hệ thân tình với nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Nhan sắc xinh đẹp, tài năng diễn xuất triển vọng, nhưng Quỳnh Tứ lại tự đánh mất cơ hội của mình. Khi đó, hai người đều có sự nghiệp ổn định, Quỳnh Tứ là diễn viên, trong khi ông xã làm việc tại hãng hàng không. Những tưởng cô gái sinh năm 1983 này có một hướng đi đúng đắn, nhưng không ngờ lại vướng lao lý. Đức Phúc lần đầu khoe ảnh tự chụp đẹp như sao Hàng. Đức Phúc lần đầu tiên đăng một tấm ảnh selfie khuôn mặt điển trai. Những ngày qua, câu chuyện về diện mạo mới của Đức Phúc trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Rất nhiều người tò mò về khuôn mặt mới của quán quân The Voice năm 2015 sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Sau đoạn video quay hát Ánh nắng của anh gây sốt, mới đây đích thân Đức Phúc đã tự đăng một bức ảnh mới nhất của mình
nam ca sĩ tự chụp cận cảnh khuôn mặt hoàn hảo với cằm V-line, chiếc mũi cao thẳng tắp và đôi mắt long lanh. Rất nhiều bình luận để lại phía dưới bức ảnh khen ngợi nhan sắc của Đức Phúc và cảm thấy mừng cho anh khi bây giờ đã có thể tự tin hơn với ngoại hình mới. Tuy lộ nhiều bức ảnh với diện mạo mới, nhưng vẫn rất hiếm người thấy Đức Phúc mặt mộc ở đời thật như thế nào sau khi giao kéo. Cho đến nay, mỗi khi xuất hiện trước đám đông, Đức Phúc đều dùng khẩu trang để che mặt và chưa lên tiếng về vấn đề này.